robot hút bụi lau nhà thông minh, trợ thủ đắc lực cho quý cô nội trợ không gì phải nghi ngờ nữa. Và trong năm 2019 này, muốn lựa chọn một sản phẩm ở mức giá tầm trung, mới nhất, ổn định nhất thì đây là video dành cho bạn. Trong clip trước, mình đã giới thiệu robot hút bụi Nansen A6S Pro phiên bản Premier, là phiên bản đầy đủ tính năng, full option. Và hôm nay sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn phiên bản Nansen A6S Pro phiên bản Standard. Đây là phiên bản rút gọn lại một số tính năng mà một bộ phận người tiêu dùng chúng ta ít sử dụng đến, để giảm giá thành hợp lý nhất, sẽ dễ dàng lựa chọn hơn, đặc biệt là những ai muốn sở hữu những dòng sản phẩm robot vệ sinh với mức giá dễ chịu. Hoặc trong những lần đầu tiên sử dụng robot hút bụi, bạn muốn lựa chọn những dòng sản phẩm có mức giá không quá cao để tiện cho việc trải nghiệm. Sản phẩm đang được phân phối chính hãng và bảo hành 12 tháng tại đẳng cấp Digital. Ngay bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết hơn về Nansen A6S Pro Standard, xem sản phẩm xứng đáng để mua như thế nào nha. Let's go! Đầu tiên cũng rất quen thuộc, chúng ta sẽ mở hộp để xem bên trong kèm theo những phụ kiện gì. Ngay khi mở hộp, bạn sẽ thấy các giấy hướng dẫn sử dụng. Ngoài ngôn ngữ tiếng Anh, chúng ta sẽ có các giấy hướng dẫn tiếng Việt được soạn thảo tỉ mỉ bởi robot Việt Nam. Không thể thiếu đó là phiếu bảo hành chính hãng từ robot. Nhân vật chính của chúng ta, robot Nansen A6S Pro Standard, một phiên bản mới toanh dành cho năm 2019. Khi hộp đựng nước dùng để thực hiện chức năng lau nhà. Adapter sạc cho thiết bị. Còn đây là đế sạc rời để robot tự quay về đế sạc. Remote điều khiển từ xa và tặng kèm theo pin. Một số phụ kiện được tặng kèm để sử dụng lâu dài như là chổi quét, tấm lọc bụi khay rác, khăn lau nhà, dụng cụ vệ sinh khay rác. Như vậy là phụ kiện của phiên bản Standard gần như là không khác gì với phiên bản Premier. Và nếu bạn có xem clip mở hộp phiên bản Premier của mình trước rồi thì bạn sẽ nhận thấy phiên bản Standard này sẽ không được tặng tượng ảo như là ở Premier, do chúng ta là phiên bản có mức giá tốt hơn rồi. Về dòng robot hút bụi robot Nansen A6S Pro thì phiên bản Premier và Standard chủ yếu khác nhau ở tính năng bên trong, còn lại thì hầu như không khác gì. Nhưng ở đây mình cũng sẽ nói qua từng phần để các bạn có thể nắm lại chi tiết những thông tin, tính năng mà phiên bản Standard này sở hữu. Về thiết kế, robot mang một đường nét chung của dòng sản phẩm robot Nansen A6S. Phiên bản Nansen A6S Pro Standard tuy là có mức giá rẻ hơn nhưng vẫn mang ngoại hình sang trọng của phiên bản Premier, nghĩa là vẫn được trang bị chất liệu nhám giúp ngoại hình sản phẩm sang trọng và độc đáo. Với những ưu điểm của chất liệu mới này là cứng cáp hơn, dễ lau chùi khi bị bám bẩn. Mặt trên cũng sở hữu những đường nét đặc trưng riêng cho phiên bản sản phẩm mới này. Các phím bấm được bố trí lại hợp lý hơn và còn thẩm mỹ hơn, giúp robot trông ít bị bám bẩn hơn. Chất liệu nhám mang đến một nét đẹp quý phái riêng cho dòng sản phẩm robot vệ sinh nhà 2019. Không những giúp bạn dọn dẹp nhà cửa, mà sản phẩm còn tô điểm thêm cho nét đẹp hiện đại nội thất của nhà bạn. Sở hữu thiết kế siêu mỏng chỉ khoảng 7cm, giúp robot vừa có ngoại hình thanh mảnh, vừa dễ dàng chui xuống bên dưới các vật dụng nội thất để làm vệ sinh, sự ưu việt 2 trong 1. Thanh cản có điểm nhấn ở phía trước giúp robot giảm thiểu hoàn toàn các tác động khi va chạm, và còn là nơi chứa các cảm biến giúp robot chuyển hướng khi gặp vật cản, không bị mắc kẹt lại ở bất cứ đâu. Các cảm biến chống rơi cũng không thể thiếu trên sản phẩm, mang đến sự an toàn tuyệt đối khi làm việc, hạn chế tối đa khả năng rơi vỡ, làm việc tự động nhưng vô cùng an toàn. Sản phẩm còn trang bị tính năng tự quay về để sạc khi sắp hết pin và còn tự làm việc khi đã sạc xong, siêng năng hơn bất cứ một oxy nào. Sự khác biệt lớn nhất trên phiên bản Nansen A6S Pro Standard là tính năng điều khiển qua điện thoại bị lược bỏ. Và nếu không dùng đến tính năng này thì không lý do gì mà bạn không chọn ngay phiên bản Standard, vừa phù hợp nhu cầu sử dụng, vừa tiết kiệm được một khoản chi phí với giá thành rẻ hơn. Robot Nansen A6S Pro Standard cũng giống với phiên bản Premier, sở hữu những cải tiến mạnh mẽ về mặt công suất làm việc. Trang bị động cơ motor turbo với công suất cực đại lên đến 1800 Pascal, mang lại khả năng hút quét bụi mạnh mẽ, kết hợp với hai chổi quét hai bên và một chổi quét ở giữa, đã tạo nên một hệ thống hút bụi hoàn thiện với hiệu quả cao. Các động cơ bánh xe chuẩn Range Rover vừa bám đường, công suất lại mạnh hơn phiên bản trước, cho khả năng di chuyển linh hoạt hơn, rút ngắn thời gian vệ sinh nhà, và thậm chí là còn leo dốc với độ nghiêng từ 15 cho đến 20 độ, vượt qua được các gờ cản với độ cao lên đến khoảng 2cm hơn. Công nghệ giảm thiểu tiếng ồn mới giúp robot chỉ đạt khoảng 50 đến 60 decibel khi làm việc, tránh gây ô nhiễm tiếng ồn, êm ái cho giấc ngủ của trẻ sơ sinh. Nansen A6S Pro Standard được trang bị cảm biến nhận diện tường ảo. Robot được lập trình không đi qua các khu vực được chặn bởi tường ảo,
một tính năng tiện lợi mà bạn cần lưu ý khi chọn mua sản phẩm robot hút bụi. Mặt trên của robot Nansen A6S Pro Standard có 3 phím bấm cơ bản như là phím làm việc tự động, phím tự về để sạc, phím làm việc ngẫu nhiên. Chỉ cần một cái ấn nút là robot có thể tự làm việc, được lập trình tự động chuyên sâu, không phải thiết lập rườm rà. Nên sản phẩm sử dụng vô cùng đơn giản, mọi thành viên trong gia đình đều có thể dễ dàng sử dụng. Về các tính năng điều khiển thêm thì sẽ được bố trí trên remote, như là chế độ tự động di chuyển hình zigzag được khuyến cáo sử dụng. Chế độ điểm cố định thích hợp cho các diện tích trống trải hoặc là vệ sinh các vết bẩn cố định. Chế độ vệ sinh các góc chân tường, làm sạch các vị trí thường bám bụi bẩn nhất ở trong nhà của chúng ta. Thậm chí là có thể điều khiển robot di chuyển thủ công bằng các phím điều hướng. Ngoài ra trên remote còn có các chế độ cài đặt đồng hồ và thiết đặt thời gian tự động làm việc cho robot. Đây là một tính năng cũng rất là đáng giá. Robot sẽ tự động làm việc theo thời gian đã được thiết đặt trước đó. Sở hữu khay hộp chứa bụi với dung tích 600ml, cho khả năng chứa nhiều rác bụi gấp đôi thông thường, bạn sẽ không phải vệ sinh khay hộp thường xuyên. Với thiết kế dễ dàng tháo mở khay hộp chứa rác, giúp thao tác đổ rác cho robot diễn ra vô cùng nhanh chóng mà lại rất đơn giản. Khay hộp chứa nước lau nhà với dung tích 350ml, hoàn thiện việc lau sàn nhà từ 150 đến 200m2 mà không cần đổ nước thêm. Đặc biệt, khay nước được trang bị hệ thống điều tiết nước điện tử, giúp điều tiết nước ổn định cho việc lau nhà, không bị tràn nước khi ngừng lau. Là một ưu điểm lớn cần lưu ý khi sử dụng các robot có tính năng lau nhà. Đặc biệt, Nansen A6S Pro Standard có thể vừa hút bụi vừa lau nhà 2 trong 1. Sản phẩm được thiết kế hoạt động tốt trên mọi bề mặt sàn nhà khác nhau, như là sàn gỗ, sàn gạch, sàn đá và các loại thảm vải với mật độ lông vừa phải. Việc ứng dụng công nghệ Multi-Room giúp robot Nansen A6S Pro Premier không bỏ sót bất cứ phòng nào trong ngôi nhà của bạn. Robot còn được trang bị một loa ở phía dưới, sẽ có các thông báo âm thanh về trạng thái làm việc của robot như là bắt đầu làm việc, hoàn thành công việc, hẹn giờ làm việc, v.v. giúp dễ dàng quản lý robot và tương tác nhiều hơn. Trang bị viên pin 2600mAh, robot có thể làm việc liên tục trong khoảng 3 giờ, nạp điện trong khoảng 2 giờ hơn một chút. Đây là một thời lượng pin lý tưởng cho một robot vệ sinh nhà. Tính năng tự quay về để sạc khi sắp hết pin mang đến một sự tiện ích cao. Với những trải nghiệm vừa rồi trên robot Nansen A6S Pro Standard thì chắc rằng bạn cũng đã nắm qua những cải tiến đáng giá trên một phiên bản robot vệ sinh thông minh 2019. Thương hiệu robot luôn quan tâm đến trải nghiệm của khách hàng đối với sản phẩm và không ngừng cải tiến nâng cấp từ những điểm nhỏ nhất để mang lại một robot thông minh quét lau sàn nhà hiệu quả, sử dụng tiện lợi hơn mà mức giá ngày càng hợp lý cho người tiêu dùng. Sản phẩm đang được phân phối chính hãng tại đẳng cấp Digital với chương trình khuyến mãi dành cho các dòng sản phẩm mới được ra mắt. Robot Nansen A6S Pro Standard đang được giảm giá trực tiếp 1 triệu đồng. Mời các bạn đến ngay showroom của đẳng cấp Digital để được trải nghiệm thực tế robot Nansen A6S Pro Standard cũng như các sản phẩm robot hút bụi hiện đại khác tại địa chỉ 24 Rạch Bùng Binh, phường 10, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline tư vấn và mua hàng 0907 998838. Sản phẩm có hỗ trợ giao hàng ở xa, ship CD toàn quốc thanh toán tận nhà. Để tránh mua nhầm các sản phẩm hàng nhái, hàng copy kém chất lượng, quý khách hàng cần lưu ý sản phẩm luôn đi kèm phiếu bảo hành chính hãng, tem niêm phong hàng mới. Các đại lý phân phối sản phẩm chính hãng phải đề xuất được phiếu bảo hành chính hãng từ robot. Các bạn nhớ lưu ý để mua được sản phẩm đúng chất lượng và đúng giá trị nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video clip này. Mời các bạn like, share để ủng hộ kênh đẳng cấp Digital ngày càng phát triển hơn nữa, cũng như là nguồn động lực để mình tạo ra những đoạn video mới chất lượng hơn. Nhớ nút đăng ký để không bỏ lỡ những video mới nhất từ channel. Còn ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.